Hello, Lão Ông Tài xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lão Ông Tài sẽ quay một chút cảnh về cái vườn của Lão Ông Tài phía sau. Ba của Lão Ông Tài thích cho trồng cây ăn trái nên trồng đủ loại các rau củ quả hết trơn. Thì Lão Ông Tài sẽ quay một chút về cái cảnh đó để cho cô chú anh chị xem cái vườn của ba của Lão Ông Tài. Thì ở trong tất cả những cây ăn trái đó thì có một loại bông đặc biệt. Ở bên Việt Nam thì người ta coi giống như rơm như rác vậy, mà ở đây thì có thể làm ra bạc triệu. Để là ông ta đi vòng về phía sau quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây phía trước cũng có cái dàn bông giấy, mà mùa này thì nó hết bông rồi, nó cũng hơi gần chữ lủi không, trồng nên trước ra đủ loại hoa quả chẳng phải không. Thì là ông ta sẽ đi vòng lại phía sau hè để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Nói thẳng ra là khoe của. Nói mình quay cho xem cho nó sang thôi, đúng ra là khoe của thì nó đúng hơn phải không. Ok, xin kính chào mọi người theo chân mình lại phía sau xem vườn vườn cây của bố mình nha, để coi cái cây đó là cây gì nha. Sáng đang hái bông sữa đũa đang nắm lẩu ăn, còn cái này cái mận nguyên thổi bữa mình cũng quay phim lần cho các bạn xem là cái mận gì đó, mận đỏ. Phía bên kia có một cây nữa là mận xanh. Mận hướng này thì tôi đủ trồng đây 4 cây, bên kia 2 cây, đây 4 cây, bên kia có mấy cây nữa kìa, trái quằn quại chứ. Ăn nhiều lắm rồi đó. Còn gì nè, đây chín nè, rồi còn gì lá, rồi khô mà nó mọc già hết trơn, ăn không kịp. Quấy cho con cua đồng má cũng có luôn.
vô coi cái cây này. Ghê không? Trái từ trên đọt xuống tới dưới gốc. Cái này là ăn nè, ăn hái hả chứ. Thì ngày mấy ngày bán cầu hết mùa rồi. Và muốn có làm phim cho các bạn xem thử. Được gần cửa thao rồi nè. Cửa thao rồi. Mà lẩu à. Ủa, chả bên này chưa hái mà. Kia chưa hái à. Nhà chậm có mấy cây bông sương lụa. Các anh chị các bạn nào sống ở miền Tây Việt Nam thì thấy cái bông này rất là ảo khi bên kia lẩu. Này khoảng 2 ngày là hái lần đó. Thanksgiving này ai gì à? Halloween này là nấu nồi lẩu rồi. Như bông đỏ nhiều hơn bông trắng. Bên bờ này trồng bông cây bông đỏ nó tốt hơn bông trắng. Nếu người ta vậy mình cũng hiểu. Được nồi lẩu rồi. Những người kia người ta ham quá trời không dặn luôn. Chung là những mình á. Ủa, ai dặn? Trời ơi, tụi chừng nào xong bao nhiêu nó cũng lấy. Dặn rồi à? Trời ơi, nó mua chưa? Không dài là biết nhiêu rồi. Không kể có mua chưa? Còn nó mua bán cả trăm bạc. Trời, con cây, có mấy cây bán cả trăm đồng á hả? Ghê vậy. Chắc ở đây nó hiếm nhỉ. Hồi kia nó không có tươi bằng ở đây. Bán tới 6 đồng một thao mà nó cũng tươi bằng cái này. Bán có 4 đồng à. À.
bốn đồng nó mua nhiều phải ơi, nó tươi vừa nó tươi tươi mà rẻ ăn 2 đồng luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cây 9 cây. Mày sao tiệm đó người ta biết? Nghe thằng Trung nói. Nghe nói ăn ngon rồi. Có bông xì đũa nó vậy vậy. Cái là bằng nước mình như nó chết trơn rồi đó. Không còn được mấy cây mà nó yếu quá nè. Cái thằng nước cỏ lắm nha, nó yếu sơ, nó yếu xịu vậy.
Ok, video chỉ có bao nhiêu thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Lão Ông Tà nha. Thì có bình luận thì để phía dưới đi cho Lão Ông Tà biết, lần sau có lẽ Lão Ông Tà đi vòng vòng quay để cho những cảnh vòng vòng ở Florida để cho xem. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thì các bạn nào mà nhớ chưa cái subscribe thì nhớ bấm subscribe để ủng hộ Lão Ông Tà nha. Cảm ơn nhiều. Ok, gặp lại lần sau. Bye bye.